Dạ sáng là 2 giờ dậy đang đi chợ. Ngày ngủ có 3-4 tiếng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại nhà máy của nội thất Sơn Đông. Nhà máy với quy mô diện tích là hơn 4.000 m², với cái số lượng công nhân làm việc ngày bình thường là 150 người, nhưng mà hiện tại cái công suất làm việc chỉ khoảng 30%, tức là hiện tại trong nhà máy những anh em làm việc và ăn ngủ tại chỗ khoảng 50 người. Hôm nay tôi sẽ dẫn quý vị đi tham quan nhà máy và trò chuyện xem đời sống của anh chị em công nhân trong những ngày dịch này, họ suy nghĩ những cái gì, họ mong muốn gì và mọi người làm việc như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo chân tôi. Đầu tiên là tôi sẽ quay cái khung cảnh xung quanh nhà máy. Nhà máy với cái diện tích là hơn 4.000 m². Những ngày bình thường thì có khoảng 150 anh chị em công nhân làm việc tại đây. Hiện tại chỉ còn số lượng 1/3, khoảng 50 người là ăn ngủ và làm việc tại nhà máy. Đây là cái khung cảnh phía bên ngoài của nhà máy. Khu đầu tiên là khu phần anh em thợ trạm. Chúng ta sẽ cùng vào đây và trò chuyện với anh chị em công nhân trong tổ trạm trước nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi phỏng vấn một vài anh em xem họ đang suy nghĩ gì nhá. Hải Hải, cho anh hỏi tí nhá. Quê em là ở đâu? Em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên à? Em vào đây lâu chưa? Bố mẹ em ở trong này tầm 30 năm rồi. Tầm 30 năm rồi. Có hay về quê không? Thỉnh thoảng về thăm quê. Dịch thế này thì vợ con em ở nhà có hay gọi điện cho em không? Có chứ, nhớ vợ nhớ con lắm rồi em ạ. Nhớ lắm nhưng mà chưa được về sao? Mình sẽ phỏng vấn tiếp theo anh thứ hai. Anh Choi. Choi là em là quê ở đâu? Em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa ạ? Dạ. Em vào đây cùng với gia đình cả vợ con vào ạ? Em vào với vợ với hai con. Một vợ hai con. Thì lâu lắm rồi không được về thăm vợ con, thì có nhớ không? Có, nhớ lắm rồi chị. Nhớ lắm rồi. Cùng cố gắng thêm thời gian nữa, hy vọng ổn thì mình về thăm vợ con. Yeah. Còn anh chàng bên đây là anh chàng Huy, Huy Lãng Tử. Nhà em là ở đâu nhỉ? Dạ, nhà em ở An Giang chứ. An Giang à? Vâng. Dạ. Em chưa có gia đình phải không? Dạ. Có bạn gái chưa? Dạ, có rồi. Có bạn gái rồi. Cái lâu ngày không gặp thì có nhớ không? Dạ, nhớ chứ. Nhớ à? Vâng. Thế thì bây giờ cho em một điều ước thì em sẽ ước cái gì? Em ước được về nhà với gia đình. Ước được về nhà với gia đình. Ước cho dịch qua mau. Dạ vâng. Okay, em cảm ơn em nha. Anh chàng mới đây mà. Huy, em là quê ở đâu? Em quê ở Bình Phước anh. Bình Phước à? Nhưng mà gốc của em là ngoài Nam Định à? Ở Quảng Bình. Vào Bình Phước lâu chưa? Vào từ nhỏ. Mấy hôm từ bữa mà vào trong xưởng ăn ở từ xưởng thì có nhớ nhà không? Sao anh? Có nhớ gia đình không? Nhớ chứ anh, muốn về. Nếu mà hết dịch thì việc đầu tiên em làm là gì? Về nhà. Về nhà, việc đầu tiên về nhà thăm gia đình. Rồi ok, anh cảm ơn em. Chúng ta sẽ đi phỏng vấn tiếp cái chị bên đây. Chị anh ơi, chị là quê ở đâu nhỉ? Chị ở Bắc Linh. Ở Bắc Linh à? Chị vào Sài Gòn lâu chưa? Chị vào 2 năm nay rồi. 2 năm rồi à? Chị vào 2 năm rồi. Thế thì chồng con ở nhà hay sao? Chồng con chưa ở nhà. Chồng con cho ở nhà. Vào đây 2 năm rồi chưa về.
Sau cái đợt dịch này hết dịch thì chị có muốn về nhà không? Chị có chứ. Cảm ơn chị. Đấy là một vài anh em ở xa quê, mình sẽ phỏng vấn tiếp bên đây. Đây. Trên màn hình quý vị đang xem là anh Thắng này. Anh đang làm một cái tác phẩm để đời. Đó là cái dạ của cái sập thờ bằng gỗ cẩm lai mà nó dày lên đến 15 phân liền khối. Chiều dài là hơn 2 mét, rộng là 43-44 phân. Mình sẽ phỏng vấn với cái anh này, gọi là khéo tay nhất trong những anh thợ ở đây. Thắng ơi, anh phỏng vấn tí nhá. Thắng là quê ở đâu? Em quê Bắc Linh ạ. Bắc Linh à? Vâng. Em làm nghề này được bao nhiêu năm rồi? Em làm được 14 năm rồi ạ. 14 năm rồi. Dịch bệnh này có sợ không? Em ở trong công ty thì không sợ gì à. Thế là ở trong công ty thì không sợ. Rồi, thế thì mừng quá. Em dọn vào trong xưởng ở như này thì em có nhớ vợ con không? Dạ. Em cũng nhớ vợ con nè. Mình vì công việc làm thế nào được này. Có hay gọi điện về cho vợ không? Dạ, có ạ. Bây giờ có video phone trên Zalo thì mình gọi ngày nào chả được. Vâng, đúng rồi, cho nào rảnh mình gọi ạ. Ok, em cố gắng giữ gìn sức khỏe để sau dịch này mình sẽ sớm được về thăm gia đình. Anh Thắng này là quê anh ở Bắc Linh. Vợ con thì đang ở ngoài phòng trọ phía ngoài. Anh đã dọn vào trong xưởng này ăn ở trong xưởng này cũng gần một tháng rồi. Tiếp tục đi vào phân khu phía trong. Mình sẽ phỏng vấn ở đây mấy bác thợ mộc trước đi. Đây, mấy anh em đang cấp bậc hoàn thành những cái sản phẩm mà khách hàng đã đặt hàng. Anh Phương ơi, phỏng vấn anh Phúc nhá. Anh Phương là quê ở đâu? Đấy, em quê ở Quảng Trị ạ. Quảng Trị ạ? Dạ. Anh Phương vào trong này bao nhiêu lâu rồi? Đấy, em vào đây được 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi? Dạ. Thế tình hình dịch bệnh như này thì anh thấy như nào? Tình bệnh dịch bệnh này hơi căng đấy. Hơi căng hả? Hơi căng. Nhưng mà anh có thấy lo lắng không? Dạ, cũng lo lắng gì. Cái người ta sao mình vậy giờ biết làm sao mà lo lắng gì đều được. Có lo lắng chứ không đến nỗi là quá đúng không? Cũng đến nỗi quá. Mình hỏi sao mình vậy? Anh em mình cứ chấp hành đúng chỉ thị của chính phủ. Rồi giữ khoảng cách, rồi tuân thủ đúng 5K. Và sẽ sớm vượt qua thôi nhỉ? Dạ, vậy thôi. Mấy hôm rồi trong trường này thì anh cảm thấy như nào? Trường này thì cũng thấy bình thường, cũng ổn thôi. Cũng có gì phải ngại cả. Công việc cũng bình thường, ổn định. Có nhớ vợ không? Ôi, cái... nhớ lắm. Nhớ lắm, phải chịu thôi chứ giờ biết làm sao được. Rồi, cảm ơn anh. Cái câu trả lời của mọi người luôn luôn là rất là nhớ gia đình. Đã lâu lắm rồi mọi người không được về thăm gia đình cũng như là thăm những người thân yêu của mình. Đây là quang cảnh cái khu mộc. Đây là quang cảnh khu mộc và khu máy của anh em bên tổ mộc. Anh em đang làm máy cho nên là tôi xin phép không phỏng vấn. Thì làm máy này rất là nguy hiểm. Nếu như mà mình phỏng vấn thì nó sẽ làm ảnh hưởng công việc, nó rất dễ gây tai nạn. Đây là những cái anh thợ đang lắp ráp những cái giường cổ điển của Sơn Đông. Mình đi tiếp vào trong đến cái khu thợ sơn, khu trà nhám.
Đây là quang cảnh bên lò sấy và kho gỗ. Đây như anh em tổ sơn thì số lượng ít hơn, thì hàng hóa bây giờ nếu mà làm xong thì cũng không chở đi đâu được cả. Mình sẽ phỏng vấn cái anh thợ này nhá. Em ơi, em tên gì nhỉ? Em tên Sơn này. Sơn à? Sơn quê ở đâu? Em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa à? Dạ. Em có gia đình chưa? Em chưa. Chưa có gia đình à? Dạ. Em có muốn nói gì không? Dịch bệnh này em thấy nào? Dịch bệnh đấy khó khăn lắm em. Khó khăn lắm à? Dạ. Nhà em là có mấy người? Có 4 người. 4 người à? Em là chưa lập gia đình nhỉ? Chưa, mới ông anh lập gia đình. Mới ông anh lập gia đình còn em chưa? Với một mình thì nó cũng dễ hơn đúng không nhỉ? Mình dễ bươn trải hơn anh. Còn nhớ gia đình không? Dạ. Còn nhớ gia đình không? Có chứ, giờ muốn về lắm mà không về được anh ạ. Muốn về lắm mà không về được à? Dạ. Thôi cố gắng nhỉ? Qua cái dịch bệnh này thì mình về thăm gia đình. Đi về bây giờ cũng nguy hiểm. Cũng phải cố gắng vào cái thời gian khó khăn này biết sao rồi. Nếu có một lời khuyên dành cho mọi người thì em khuyên gì? Em khuyên là mọi người nên ở nhà, không nên ra ngoài thôi, cho dịch bệnh sớm qua, đỡ khó khăn đi thôi. Rồi ok, cảm ơn em. Rất là nhiều tâm tư của mọi người. Rồi tôi sẽ dẫn mọi người tiếp tục đi vào trong cái khu làm bóng, khu sơn hoàn thiện. Sản phẩm mới rất đẹp nha các bác nhé. Đây là những cái bộ bàn đế cẩm lai mà chúng tôi chuẩn bị xuất xưởng. Đây rồi. Có hai anh thợ sơn đang hoàn thiện. Hai bác thợ sơn đang hoàn thiện những chiếc ghế theo phong cách Louis. Đây là cái sản phẩm mà khách hàng đã đặt hàng, thì chúng tôi cố gắng hoàn thành, sau dịch thì mới giao được, nhưng mà anh em trên tinh thần làm việc hết mình. Hải ơi, anh phỏng vấn tí nhá. Có bạn nào không? Đang chỉ bóng à? Em chỉ màu. Hải vào trong đây cùng với gia đình à? Vâng, em vào với gia đình. Thế thì bao nhiêu lâu rồi em không về nhà? Em 2 năm rồi. 2 năm rồi à? Vâng. Thế vợ con dạo này khỏe không? Vợ ở nhà trông con nó khỏe anh. Ở nhà trông con thôi. Vâng. Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến. Dạ. Rồi, ok em cứ làm đi, anh đi quay chỗ khác. Anh đang bận phun bóng, tôi không có tiện phỏng vấn. Vì phun bóng nếu mà mình dừng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm. Tôi sẽ tiếp tục qua bên đây. Đây bên này thì có vẻ ổn hơn. Đây tôi sẽ phỏng vấn một anh thợ. Em ơi, em tên gì nhỉ? Hiệu ạ. Hiệu à? Dạ. Em có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình? Dạ. Thế thì năm nay em bao tuổi? Dạ năm nay 28. 28 rồi chưa có gia đình, thế gia đình không dục à? Dạ có. Có ối, nhưng mà duyên chưa đến à? Vâng. Bao nhiêu lâu rồi em không về thăm gia đình? Dạ từ đầu năm rồi ạ. Đầu năm rồi à? Dạ. Từ lúc dọn vào trong xưởng này làm việc rồi ăn ngủ nghỉ ở xưởng này em có cảm thấy thoải mái không? Dạ thoải mái ạ. Thoải mái à? Dạ. Có lo lắng không? Dạ không ạ. Không lo lắng à? Không. Cái việc đầu tiên mà sau khi mà hết dịch thì em làm gì? Dạ cái đấy em cũng chưa biết. Chưa biết à? Dạ vâng. Nếu như mà có một cái lời khuyên cho mọi người lúc này thì em khuyên gì? Vào thời gian điểm dịch ạ. Khuyên mọi người là không nên ra ngoài ạ.
không nên ra ngoài. Vâng. Nói chung là mọi người tự bản thân mình có ý thức một xíu để cùng nhau chống dịch. Rồi, ok. Còn gì nữa không? Rất là hết. Rồi, cảm ơn em. Anh ấy khuyên, dành một lời khuyên đến tất cả mọi người. Chúng ta cùng có ý thức và cùng nhau nỗ lực để vượt qua cái mùa dịch. Đây là phân khu cuối cùng, phân khu hoàn thiện sản phẩm của chúng tôi. Hiện tại thì tất cả những hàng hóa ở đây thì đã tạm thời gần như ngưng toàn bộ. Vì hiện tại nếu có sản xuất ra thì cũng không chở đi đâu được. Xe cộ vận chuyển cũng không được. Cho nên là anh em cứ túc tắc làm vậy thôi. Rồi đến khâu cuối cùng. Đây là cái khu kiểm hàng. Kiểm hàng. Hàng hóa sau khi hoàn thiện sẽ được kiểm đếm ở đây. Và bây giờ thì nó đã được chuyển đổi công năng thành căng tin dã chiến. Mọi người sẽ ăn ở cái khu này rất là rộng rãi, thoáng mát. Thì mỗi một bàn như vậy sẽ có 2 người ngồi ăn. Tiếp tục vào khu phía trong, khu cuối cùng là khu nhà bếp. Khu nhà bếp phía trong. Đây là cái khu mà chúng tôi chuyên sử dụng để quay phim. Đây là trường quay của Sơn Đông đây. Đây là khu nhà bếp. Mình sẽ vào mình phỏng vấn cái chị đầu bếp. Anh Nguyên. Rồi. Mình sẽ phỏng vấn. Đây là anh Nguyên, phụ trách nhà bếp. Anh Nguyên khỏe không anh? Dạ khỏe. Trong cái mùa dịch này, một mình anh với bà xã là phục vụ ăn uống ngày 3 bữa cho hết 50 anh chị em công nhân. Thì anh cảm thấy mệt không? Vâng, dạ thưa, công ty gần mệt nhưng mà phục vụ cho anh em được ăn uống ở trong, ăn ở trong cái công ty thì rất là danh dự. Nhưng mà qua cái anh em đông vui vậy đó. Rồi. Mình cũng cảm thấy khỏe chứ không có gì. Rồi cảm ơn anh. Tuy rằng phục vụ rất là vất vả nhưng mà anh rất là vui vẻ. Đây, đây còn đây là đầu bếp số 1 của Nội thất Sơn Đông. Tôi sẽ phỏng vấn chị Châu là đầu bếp của công ty. Chị Châu ơi. Dạ. Chị đang đun gì đấy? Dạ, đang chiên đậu hũ đậu. Chiên đậu hũ à? Hôm nay chị cho mọi người ăn món gì? Món xương hầm bí xanh và đậu hũ muối sốt chiên. Xương hầm muối xanh và đậu hũ xương hầm bí xanh, đậu hũ muối sốt chiên. Và bắp cải xào. Dạo này đi chợ thì có khó khăn gì không? Dạ đi chợ rất là khó khăn. Nhưng mà mình đi để mua luôn về cho anh em ăn đầy đủ cũng thấy vui. Buổi sáng thường thường là mấy giờ là chị dậy? Dạ sáng là 2 giờ dậy đang đi chợ. 2 giờ sáng chị dậy chị đi chợ? Wow. 2 giờ sáng đây dậy. Tối mấy giờ chị ngủ? Dạ tối về tới nhà là 10 giờ. Về nhà là 10 giờ tắm rửa rồi linh tinh nữa 11 giờ ngủ. Rồi 2 giờ ngày ngủ có 3-4 tiếng. Chị có mệt không? Dạ ta mệt nhưng mà cũng thấy vui tại lo cho anh em tiếp công ty, tiếp sếp là cũng thấy vui. Cảm ơn chị. Nếu mà không có chị thì công ty không biết làm thế nào. Có lẽ là người mà chúng tôi phải cảm ơn nhiều nhất là vợ chồng chị Châu, hai đầu bếp phục vụ bữa ăn cho 50 anh chị em trong công ty. Còn đây là khu khoang cảnh, khu nhà bếp của công ty. Ở phía trong, trong cánh cửa kia là khu ký túc xá. Bên đây cũng là khu ký túc xá cho anh em ở.
Đây là khung cảnh cái khu kỹ thuật kiểm hàng. Khu xe tải. Thì hôm nay thì chúng tôi có một vài chuyến hàng đi bàn giao cho khách hàng nên là hiện tại xe tải ở nhà chỉ còn một chiếc, hai chiếc đã lên đường đi giao hàng cho khách. Những vị khách ở cái vùng mà không có dịch thì họ vẫn sẵn sàng để nhận hàng. Đây là khu quang cảnh khu sơn. Đây là những cái chiếc ghế ăn Louis Cẩm Lai. Video của tôi đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Chúc Việt Nam ta sớm chiến thắng đại dịch để cuộc sống sớm quay trở lại bình thường với tất cả mọi người. Xin cảm ơn.